thấy chưa, ai cũng nói tôi xấu xí này kia, nhưng đúng mà rồi. Hai cô gái đẹp nhất rồi, bữa lại là cuối cùng về tôi hết. Đúng rồi. Có nghĩa là cái cô này là tôi chán, tôi bỏ rồi, mới tôi kiếm cô này. Chị ơi, bây giờ tới em, chị có gì nhắn nhủ với em không? Không, 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 không. Bây giờ như này, như vậy thì cũng bất công, nhưng bé đẹp quá. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa được nữa hả? Dù sao thì mời anh về đòi em. Vỗ tay nồng nhiệt cho Hồ Việt Anh và vũ đoàn Gió Việt. Cảm ơn vũ đoàn Gió Việt, thank you. Hôm nay chúng ta gặp gỡ Hồ Việt Anh với ca khúc rất là hit của bạn ấy, Rồi Tới Luôn. Chương trình đã ngỏ lời mời và Nan đã đồng ý đến với chương trình, vì hôm nay chúng tôi có một chủ đề rất là dễ thương cho buổi tối ngày hôm nay, đó chính là ngày hạnh phúc. Ngày hạnh phúc à, thì Nan là một ca sĩ nam hiện tại đang độc thân đúng không? Mình đã có một cái ý định nào hay là có một kế hoạch nào cho tương lai về cái việc cưới hỏi gì chưa? Dạ chưa đâu, theo em là trễ nó tốt hơn. Trễ nó tốt hơn. Dạ. Thì ở đây thì trễ là bên cánh phải đó, còn ấy là bên cánh trái đây. Mà sao hôm nay mặc áo cưới vậy anh Văn? Đây là chủ đề là ngày cưới mà. Hôm nay chúng tôi sẽ một cái chủ đề, tất cả những nghệ sĩ tới đây tham gia đều có liên quan tới cưới hỏi. Đó. Tỉnh chị Ngọc, tỉnh chị Ngọc. Thì đôi lúc phải cho họ có sự mộng mơ nhất định ha. Em cũng thích vậy. Em cũng thích vậy. Có những cái mơ mộng chỉ có vài giây thôi. Dạ. Thì em ngày hôm nay đến với tư cách là khách mời trình diễn ca khúc chủ đề, em có một cái lời chào nào với quý vị khán giả không? Vâng, lời nói đầu tiên cho phép anh. Đó, đó. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép Nan xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đang xem chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Wow. Thì Nan đến với chương trình này mang tới một bài hát rất là dễ thương cùng với vũ đoàn, và chúc cho Nan cũng như vũ đoàn cũng như tất cả quý vị khán giả sẽ luôn yêu thương Nan mỗi ngày một nhiều hơn nữa, và sẽ sắp tới sẽ có nhiều bài hát hit nữa nha. À, cảm ơn anh. Cảm ơn Hồ Việt Nan. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề, đó chính là ngày hạnh phúc, là ngày hôn nhân đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ tạm gác lại những gì chúng ta đang xảy ra trong cuộc sống này. Có nghĩa là gì? Hãy quên đi mình đã có gia đình rồi, hãy tưởng tượng chúng ta đang là những người độc thân. Bên này thì cứ vậy thôi, không tưởng tượng. Bên này ha, bên cánh trái mình cứ tưởng tượng mình là người độc thân. Yeah. Thì đã có 4 cô dâu rồi, thưa quý vị thân mến. Thì chúng ta sẽ tiếp đón những chàng hoàng tử trong mơ, những chú rể của thời đại. Khoan khoan anh Giang, những chú rể, những chàng hoàng tử trong mơ đó là đúng ngoài rồi. Chương trình hay là ở trong chương trình? Trong chương trình mơ có nhiều giấc mơ. Thôi, có ác mộng nữa đúng không? Sao tụi em sao á? Hãy tưởng tượng đây là một cái màu hồng của một cái tương lai bền vững. Chúng ta chào đón những chú rể mang tính chất thời đại, xin mời. Ủa anh ơi, anh ơi, đây là hiện thực của bạn hả? Ông anh đây là chủ hôn hay sao vậy anh? Thật sự đây là chú rể hết á. Chú rể hết hả? Mà nãy anh giới thiệu là những chú rể gì? Mang tính thời đại. Mà sao có ông anh thời sự vậy anh? Chúng ta chào đón Tiến Lược, Trương Thế Vinh. Hai khách mời nam ngày hôm nay đó là Siêu Tuấn Kiệt và Steven Nguyễn. Và bên phải của tôi là Lê Huỳnh Thiên Ngân, kế bên đó chính là Linh Dương Lan Ngọc.
Trời ơi. Lê Thị Mỹ Dạ. Lê Thị Mỹ Dạ. Và Phúc Ca khách mời ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng có bốn cháu ở bên làng bên. Làng bên. Đúng rồi. Bốn cháu, có một cháu đi học nước ngoài về là cháu Steven về từ thành phố Paris. Là Bà Rịa mình đó. Gần thôi. Còn cháu Jin là từ LA. Long An rồi. Long An. Rồi cháu cháu Vin. Vin. Vincent. Vincent quận 4. Còn ông chú đây. Rồi rồi, đây là bên Đài Loan về. Đúng rồi. Đây là Atok. Atok lại Atok. 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 Sao ngộ không có thấy Tok à? Bên đó mà ai không có gì là đặt tên đó, dụ như là không có tên gọi là Atok. Em tưởng cái này là đi sao phải là thì ngày hôm nay chúng tôi à hồi. Em ngừng kêu là a hồi. Đúng rồi, thông cảm con bé đó rồi à vô gì. Thì ngày hôm nay như thế này, bốn cháu quá là xinh đẹp đi. Yeah. So với các cháu nam bên đây thì cũng là 1910 rất là mong đang hồi đói. Thì bốn cháu ngày hôm nay sẽ hãy chọn mỗi cháu một bạn để thành gia lập thất. Wow. Coi như là ông trời cho sao thì mình lấy vậy. Không, phải chọn. Dạ với bu chọn lẹ. Các bạn phải chọn và nói lên vì sao mình chọn cái người đàn ông đó cho cuộc đời của mình. Đầu tiên là Phúc Ca. Dạ em xin chọn anh Chu Thế Vinh. Chu Thế Vinh, mời về một cặp. Dạ. Vô. Wow. Xin mời cô dâu Lâm Vĩ Dạ hãy chọn. Em có coi tuổi và em được biết là cô dâu 89 mà lấy chú rể 94 thì rất là hợp nhau. Cô dâu 89 mà lấy chú rể 94 thì rất là hợp nhau. Cho nên em quyết định chọn Kim Tuấn Kiệt. Xin mời. Wow. Anh ơi. Đến đây. Rồi cũng phải tới lúc. Phải tới lúc. Bây giờ này tới lúc thôi. Này, để cho tôi phân tích cho hai con dâu. Chưa chắc là tôi chịu đâu. Chưa chắc là tôi chịu đâu. Làm giá lên đây. Để tôi nói cho hai con dâu nghe. Thì hai đứa quảnh tôi xì đi. Mà ai thua là phải chọn anh luôn. Anh Luật tại sao lại bị? Tôi không chấp nhận. Đâu phải. Anh ơi. Đâu phải muốn đến với tôi là đến đâu trời. Xin mời anh kêu anh Steven rồi về đây là không ạ? Rồi ok. Hai đứa mình rồi. Anh đứng kế. Không hay là cho em phương án khác, hai đứa em chung một người đúng không? Không, một vợ một chồng. Quá tôi xây đi. Một, hai. Quánh tôi xây đi. Một, hai. Em muốn em đâu? Em xin lỗi. Rồi. Chúng ta phải hiểu như này này, hạnh phúc nó không đến ở bề ngoài. Hạnh phúc nó không đến từ tuổi tác. Hạnh phúc đến từ hai trái tim đồng cảm và cùng nhìn về một hướng. Thôi, xui thì chịu. Tôi chịu. Em nghĩ không phải xui đâu. Hạnh phúc á, đôi khi đến là duyên trời. Cái này là duyên trời sắp đặt rồi. Đúng rồi. Không được hả? Thôi đứng lên. Ép giả. Ba ơi, ông lớn tuổi hơn con nhiều lắm. Thưa quý vị thân mến, nếu mà chúng ta sắp đặt như này á, thì những người chọn trước lại vô tình lại được củ thơm. Ủa vậy tôi là đồ thú vậy? Nói gì vậy? Ý là dạng vậy nè, nó cũng chưa công bằng lắm. Mời các bạn nữ về lại đi cho nó công bằng nha con. Từ từ bình tĩnh, có sự sắp xếp.
nước mắt đầm đìa. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi để xếp vị trí 1, 2, 3, 4. Bốn bạn nam, ai xếp vị trí số 1 được chọn đầu tiên, xếp vị trí số 2 được chọn thứ hai, như thế đến cuối cùng. Và đó cũng chính là đội chơi của chúng ta ngày hôm nay. À, hôm nay là mình chơi 2-2-2 hả? Mình sẽ chơi trò chơi. Bây giờ sẽ có bốn bạn nam mời đứng gần với nhau. Chúng ta sẽ chơi trò chơi là chúng tôi cần thì các bạn phải có, như đám cưới hay chơi. Bữa đám cưới của Bugam có chơi rồi ha. Tức là ban tổ chức cần gì các bạn phải đi kiếm cho bằng được tại phim trường này. Chúng ta không chạy ra khỏi phim trường ha. Tất cả khán giả hãy cẩn thận về tư trang nha. Chú rể chơi thôi đúng không ạ? Chú rể chơi, cô dâu mình đứng thôi chứ cô dâu mình mang cút đâu có chạy được. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trong phim trường này. Và chúng tôi có sắp đặt một vài camera di chuyển theo các chú rể. Thì bây giờ chúng tôi sẽ có một vài vật phẩm mà chúng bạn phải mang về đây. Để ai mang về đầu tiên hợp lệ thì sẽ là người có quyền được chọn đầu tiên. Đó. Các bạn nhìn vậy cái vàng cô dâu đi, đúng không? Sao vậy? Sao vậy? Tôi mà thắng thì bé nó chết thì tôi chắc. Em đó. Chị á. Cô đó. Em hả? Em hả? Mình phải đi chung một lần. Đây, hãy mang về cho chúng tôi đầu tiên mỗi người một tư trang là nhẫn bằng vàng. Đưa đây cho tôi. Đưa đây cho tôi. Ở bên dưới là tôi. Dễ thương kiệt. Anh lột trước rồi. Không, bằng vàng. Đúng rồi này, vàng. Vàng. Bằng vàng. Vàng. Bạn có nhẫn không? Có nhẫn không? Nhẫn cưới. Có nhẫn cưới không? Có ai cho tôi mượn một cái đi. Có ai không? Giúp giùm. Cái này bằng trắng mà. Giúp giùm. Nhớ em rồi. Bằng. Ghim đầu tiên nè, ghim xếp đầu tiên đi. Dạ. Em có gì? Cảm ơn em. Em. Em trước rồi, em trước rồi. Nhảy chưa thể từ. À, Steven, Steven cuối cùng. À. Yêu cầu thứ hai của chương trình, chúng ta sẽ xếp thứ tự ha, ai sẽ thắng nhiều hơn ha. Mệt. Yêu cầu thứ hai là hãy mang về cho chúng tôi mỗi người một cái máy quay phim, một cái máy quay phim. Chơi mượn cái máy đi. Đây đây, đừng đừng đừng, đừng cho em mượn. Quay luôn, quay luôn chứ. Gỡ cái máy ra cho mượn coi. Hả? Anh chưa đánh què bắn nhanh kia luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi thử đâu giỡn. Ai này? Tôi thử đâu giỡn, không mà đẹp thiệt hả? Đâu có giỡn, trời. Kè cái bom kìa. Kè cái bom kìa. Bom lực, hạ cái bom xuống lực. Cái bom kìa. Cho tôi một cái bom coi. Trời ơi, em đang lấy hình luôn rồi đó nha. Ok. Nè, tôi trúng này nè. Trúng này nè. Rồi, như vậy là đây, ai đầu tiên, đứng đầu tiên. Quý Steven, Vinh. Xin Tiến Kiệt, Steven. Tôi Tiến Luật. Tại nặng quá giác không nổi. Nặng quá giác không nổi. Cái này là gọi là cái bùm. Bùm. Cái bùm là mình mang về cuối cùng. Đúng rồi, tại giác không nổi, nặng. Bây giờ chúng ta sẽ còn một vật nữa thôi. Hãy mang về cho chúng tôi mỗi bạn một chiếc vớ bên phải. Rồi xuống nghỉ coi à. Cho mượn coi. Có vớ không em? Đâu. Cho cái vớ bên phải đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Giỏi vậy. Quay vô. Chân anh đau quá. Cho mượn chiếc vớ đây con. Cho chú mượn chiếc vớ đây. Coi chừng lấy lộn bên trái đúng không? Bên phải. Đây. Bên phải. Ừ. Kì. Sao anh nhìn xì cà queo ơi. Hồi nãy giờ á, về đầu tiên á là ghim được mấy lần? Dạ, lần này lần thứ hai. Hai lần. Tuy là về lần mấy là thứ hai luôn. Ờ, dạ, lần thứ hai. Này về Út nè, kế Út nè. Đâu, bảy, bảy. Thứ ba. Ba. Rồi, bây giờ chúng ta sắp xếp là ghim là được hạng nhất nè. Steven hạng nhì. Đúng rồi. Tôi hạng ba. Rồi. Hạng Út. Chú Thế Vinh là hạng Út rồi. Bây giờ chúng ta coi như là xong ha, rồi bỏ vớ vô túi đi. Trời, túi luôn hả? Đúng rồi, lát trả sau. Rồi mình trả bạn đi chứ, để lạnh chân, lạnh chân. À, trả luôn rồi, trả luôn. Như đã nói, ban tổ chức quy định số 1 được chọn đầu tiên. Mời Jin. Vẫn là trong tình huống Steven thôi.
Em sẽ chọn bộ tiếp viên rồi. Dạ. Quá tuyệt vời. Rồi, một cặp đôi hạnh phúc. Lý Minh, chọn đi em. Dạ. Em chọn hả? À. Nói gì nữa, quá dễ nhìn thấy. Dạ, em chọn Ngọc, chọn Ngọc. Thôi thì được cố rồi. Chị buồn. Không sao đâu. Bây giờ nè. Ủa, em được chọn trước chứ. Hồi nãy em về mấy, em về mấy? Em nhất mà. Em chọn đi, em chọn đi, chọn đi, chọn đi. Buga, em nhất mà. Em chọn đi, em chọn đi, chọn đi, chọn đi. Buga. Ông chỉ đổi từ người này qua người khác thôi. Thấy chưa? Ai cũng nói tôi xấu xí này kia, nhưng đúng mà hai cô gái đẹp nhất rồi, với lại là cuối cùng mà về tôi hết. Đúng rồi. Có nghĩa là cái cô này là tôi chán, tôi bỏ rồi, mới kiếm con này. Chị ơi, bây giờ tới em, chị có gì nhắn nhủ với em không? Không, 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 không. Bây giờ như này, như vậy thì cũng bất công, nhưng bé đẹp quá. Đúng rồi. Chưa được nữa hả? Dù sao thì mời anh về đợi em. Cái người mà can đảm nhất hôm nay không phải là các bạn, không phải là Luật, không phải là Ngân, mà là các bạn làm nhạc. Không, mà vô hộp, hộp thật sự luôn. Bây giờ nãy giờ chỉ là vui thôi. Bây giờ cặp đôi đã được quy định trong mỗi bó bông, xin mời mở bông. Ủa? Ủa? Dạ. Hả? Chết anh rồi. Là bây giờ theo cái bông này đúng không? Cứ mở bó bông ra, có thiệp mời trong đó. Có những thiệp quy định. Ủa? Mỗi ca đã có một tấm thiệp. À, tức là em đang theo cặp với chị Dạ thì em phải theo cái bông của chị Dạ. Rồi, đây là của Buka. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi đó. Và chú Thư Vinh sẽ gắn kết cặp đôi với Lâm Vĩ Dạ. Mà vậy mới vui. Cỡ nào cũng về bên nhau à. Rồi, Thúy Ngân. Thúy Ngân sẽ có một tấm thiệp. Là của tôi, của tôi. Hãy cầm đi. Của tôi. Và Thúy Ngân. Không. Cái gì vậy? Là Ngọc. Nghe ba người đó hả? Cái này là biết trời rồi. Ôi cái này là phận mà rồi. Này bạn thấy chưa? Bỏ cho lại về, bỏ cho lại về. Đi xong lại về, cái nó làm gì mà có bỏ nhau được đâu. Tất cả đã được định đoạt thôi. Thấy đó là số phận rồi. Số phận định đoạt vậy rồi. Số phận đây của Steven sẽ về với Buka. Đó, vừa lòng em chưa? Còn lại là Jin chắc chắn. Đó chính là Lê Huỳnh Thúy Ngân. Như vậy là quý vị thân mến, là trong chương trình của chúng tôi á, là các bạn thấy là lúc nào những mấy cặp mà gọi là tiên đồng ngọc nữ mà gọi là hoàng gia trái chủ, hoàng gia trái chủ mà thế nào thì cũng phải về với Vinh. À, dạ. Anh ơi, cái sao mà cái lúc lành lặn anh không ở với em? Ừ. Mà cái lúc mà anh đặt quyền thì ở với em. Bây giờ tôi gặp quyền của em chê tôi đúng không? Chê. Tôi chán giường. Còn chú Ba về với cô Bảy là hợp lý rồi. Hợp lý rồi, thật ra là đi với lại cô hai cây lạy không có hợp. Hai lạy thời gian rồi không hợp. Đó. Cái lộn quá. Cô hai thì ngày hôm nay trời ơi, bắt gặp được Hạ Chuyên Tuấn Kiệt. Ok, hợp lý. Đây là tình huống giả định, chúng ta đặt ra chưa có vợ có chồng gì hết cả, thì là trai tài gái sắc quá đẹp, hợp lý. Đó. Bên này cũng vậy luôn. Hình như cái mé bên trái là cái mé là ông trời sắp đặt ha. Đúng rồi. Cái mé bên này là mé bị ép hôn. Hiểu rồi. Ai ép, ai ép em. Ai ép em. Hai lần ép gì? Hai lần. Hai lần em còn về với tôi. Ai ép em. Em vui em cười nãy giờ. Em vui em cười. Nếu mà ép mà có ai bị ép mà cười kiểu này không? Mà quý vị có biết không, hồi nãy ở trong cánh gà là khi mọi người thay đồ quần áo sơ mi,
Xin thì có thêm cái cà vạt ha. Thì Luật là mặc cái này, lúc đó chưa có áo vest này, chỉ mới mặc áo này với cái quần này là Ngọc đang ăn. Trời ơi, anh mặc đồ quê quá. Thấy rồi đi, nếu người ta mặc quần áo sẽ mây đẹp không? Anh mặc đồ hay sao lúa quá. Đó, nghiệp ai người đó hưởng rồi. Lúa về đi gạo. Và thưa quý vị, chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Cười mệt quá.